vụ án, thi thể trong thùng hàng, phân xác bỏ vào thùng cát tông rồi gửi đi khắp nơi. Xin chào các bạn đến với kênh Chuyện Âm Dương để lắng nghe những vụ án ly kỳ. Trong số này chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bài viết về một vụ trọng án gây rúng động dư luận. Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào những ngày đầu tiên của năm mới. Từ chiếc thùng cát tông loang lổ với dòng chữ Tống Đắc Viễn đến một cảnh tượng rùng rợn xảy ra trong những ngày đầu năm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. 6 ngày sau khi đón Tết Dương lịch năm 2007, một công ty chuyên về logistics ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông nhận được một thùng hàng cát tông ghi là hàng dược phẩm, kích thước 50 x 50 x 80, đề tên người nhận là Tống Đắc Viễn và đánh dấu vào mục người nhận tự đến lấy hàng. Ngày giao được ghi trong vận đơn là ngày 4 tháng 1 năm 2007, được gửi từ Quảng Châu, điểm đến là Thanh Đảo, tên người gửi bỏ trống, nhưng người gửi và người nhận có cùng số điện thoại. Thùng hàng được bảo hiểm lên đến 10.000 nhân dân tệ. Khi gọi cho người nhận theo số điện thoại ghi trên đơn hàng, một phụ nữ nghe máy, xác nhận số điện thoại này là của mình, nhưng cô sống ở khu tự trị Nội Mông, chưa từng đến Thanh Đảo, đồng thời không quen biết ai tên là Tống Đắc Viễn. Người này khẳng định không phải chủ nhân của món hàng, kiên quyết không đến nhận. Chiều hôm đó, nhân viên công ty phát hiện thùng cát tông dì chất lỏng màu đỏ sẫm và hơi có mùi lạ. Nghi ngờ thùng hàng bị tổn hại trong quá trình vận chuyển, lo lắng hàng hóa bên trong bị hư hỏng, những người làm việc ở đây quyết định mở ra kiểm tra mà không hề hay biết có một điều khủng khiếp sắp sửa đến với họ. Khi nắp thùng hàng được mở, một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Những nhân viên bưu tín cố gắng nín thở tiếp cận thùng hàng. Trong hàng là rất nhiều vật dụng cá nhân lộn xộn chồng lên nhau, cảm giác như là một mớ hỗn độn được nhét bừa vào. Lần hết đống vật dụng hỗn loạn ở trên, người nhân viên hoảng hốt khi trước mặt anh, dưới đáy thùng hàng là một thi thể nam giới thiếu đầu và tứ chi. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Qua giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 3 đến 5 ngày. Trong thùng cát tông có một lá bài tây, một hộp thuốc lá, một chiếc bật lửa, một vài tờ báo địa phương ở Quảng Châu, hai áo nữ, ga trải giường và một số đồ lặt vặt. Cảnh sát không tìm thấy manh mối nào giúp xác định danh tính nạn nhân. Tên người nhận trên thùng cát tông bị sửa từ Tống Đức Viễn thành Tống Đắc Viễn. Sau khi truy ra thùng cát tông đến từ một công ty logistics ở quận Bạch Vân, Quảng Châu, tổ chức án đến công ty này vào ngày 8 tháng 1, tìm được video giám sát trong ngày giao hàng ngay trước khi bị tự động ghi đè. Theo video, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m7, mặc áo cổ đứng màu nâu đỏ, cầm kính râm đến công ty làm thủ tục vận chuyển một thùng cát tông. Nhân viên trực tối đó cho biết, người này ban đầu muốn lập tức giao hàng đến Thượng Hải, nhưng sau khi biết phải đợi vài ngày, anh ta chuyển hướng đến Thanh Đảo. Camera giám sát ở đối diện công ty cho thấy, vào lúc 18 giờ 15 phút tối hôm đó, người đàn ông này đi taxi đến cổng khu công nghiệp, di chuyển 3 thùng cát tông xuống xe, rồi mang một chiếc vào công ty gửi hàng. Khoảng 15 phút sau, anh ta bước ra mang 2 thùng còn lại đi. Cảnh sát nhận định 2 thùng cát tông người này mang theo rất có thể chứa phần còn lại của thi thể. Hướng đi của anh ta là các công ty logistics khác trong khu công nghiệp. Như vậy, 2 chiếc thùng có lẽ cũng được gửi đến địa phương khác qua đơn vị vận chuyển. Được biết, thành phố Thanh Đảo là một trung tâm vận chuyển của Trung Quốc, có số lượng các công ty vận chuyển ở đây tương đối lớn. Lực lượng cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn khi phải tìm hiểu hơn 200 công ty logistics lớn nhỏ trong khu vực lân cận. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực tra xét các hồ sơ giao hàng vào ngày 4 tháng 1, cảnh sát tìm được một đơn hàng ghi người nhận là Tống Đức Viễn. Chữ viết tay trên biên lai rất giống với biên lai gửi thùng cát tông thứ nhất. Thông tin liên hệ ghi trên thùng cũng là số điện thoại của người phụ nữ ở Nội Mông. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một đơn chuyển có cùng người nhận là Tống Đức Viễn ở một công ty logistics khác. Như thế, vào các thời điểm 18 giờ 30 phút, 19 giờ và 20 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2007, nghi phạm lần lượt gửi 3 thùng cát tông đến Thanh Đảo, Bắc Kinh và Giang Tô qua 3 công ty khác nhau. 2 thùng hàng đã được chuyển đến Thanh Đảo và Bắc Kinh nhưng chưa tìm được người nhận. Thùng hàng chứa các bộ phận còn lại của thi thể được gửi đến Giang Tô đã bị cảnh sát chặn lại trên đường vận chuyển. Thế nhưng tất cả những thông tin gửi và nhận hàng đều không giúp cơ quan điều tra lần ra manh mối hung thủ. Vụ án liên quan đến nhiều địa phương khiến việc xác nhận danh tính nạn nhân càng thêm khó khăn. Đặc biệt, tỉnh Quảng Châu, địa phương được xác định là nơi xảy ra án mạng, có lượng lớn người nhập cư, mặc dù trong dịp nghỉ lễ, nhiều lao động từ các nơi khác đến làm ăn đã không về nhà, hoặc thậm chí đã cắt đứt liên lạc với gia đình trong nhiều năm. Vậy nên, dù mất tích cũng khó được trình báo kịp thời. Tổ chuyên án chuyển hướng điều tra sang những vật phẩm trong thùng cát tông ở Thanh Đảo. Tuy nhiên, đó đều là những món đồ phổ thông, không mang lại manh mối có giá trị nào. Về tung tích nghi phạm,
Video giám sát không đủ rõ nét nên khó nhận dạng. Cảnh sát chỉ có thể xác định xe taxi mà nghi phạm đi là chiếc sedan Kia màu xanh nhạt nhưng không rõ biển số. Sau nhiều giờ kiểm tra từng khung hình, cảnh sát phát hiện trên nóc đèn có 4 chữ M, suy đoán đó là tên hãng taxi. Từ đó họ xác định được một hãng taxi ghi 4 chữ Thiên Hồ Thống Nhất màu đỏ trên đèn nóc. Hãng này có tổng cộng 297 xe taxi Kia, khoảng 100 chiếc trong đó được trang bị hệ thống định vị GPS sau lần nâng cấp phương tiện mới đây. Kiểm tra lịch trình vào chiều ngày 4 tháng 1 của những chiếc xe này, cảnh sát phát hiện hai xe ghé qua khu vực công ty Logistics ở quận Bạch Vân vào lúc 18 giờ. Cảnh sát liền tiến hành thẩm vấn hai tài xế. Một người nói đón khách đi từ Bạch Vân lúc 18 giờ. Tài xế còn lại cho biết đã đưa hai vị khách đến khu công nghiệp cùng 3 thùng các tông. Như vậy, nghi phạm không chỉ có một người. Theo lời kể của tài xế, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, khi lái qua khu dân cư cũ ở thôn Nguyên Cương, có một người phụ nữ vẫy xe. Sau khi dừng lại, có một người đàn ông chuyển 3 thùng các tông ra, nói muốn đi đến khu công nghiệp ở quận Bạch Vân. Người lái xe xác nhận nam hành khách khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m7, vóc dáng trung bình. Nữ hành khách khoảng 40 tuổi, cao dưới 1m6, hơi mập. Cả hai trông có vẻ quen thân nhưng không nói chuyện với nhau trong suốt chuyến đi. Tài xế có ấn tượng sâu sắc với hai người này vì nam hành khách luôn đeo kính râm dù trời đã tối. Người phụ nữ xuống xe trước ở bên ngoài khu công nghiệp. Nam hành khách đi tiếp đến một cổng công ty Logistics, trả tiền rồi chuyển 3 thùng cát tông ra khỏi xe. Đối chiếu theo lời kể, cảnh sát thu được đoạn video giám sát nữ nghi phạm ở ngoài khu công nghiệp. Nắm được những thông tin quan trọng, cảnh sát bí mật điều tra khu dân cư ở thôn Nguyên Cương, kiểm tra video giám sát xung quanh để tìm kẻ khả nghi, đồng thời đưa hình ảnh nghi phạm cho các cán bộ địa phương nhận dạng. Tối ngày 11 tháng 1 năm 2007, người dân trình báo ở khu chung cư Bình có một phụ nữ thuê trọ trông giống người phụ nữ trong ảnh, họ Phương, sống một mình, có mối quan hệ phức tạp với nhiều nam giới. Cảnh sát lập tức tiến hành khống chế người phụ nữ khả nghi. Khi khám xét căn nhà, các chuyên gia pháp y phát hiện nhiều dấu vết khả nghi trong phòng tắm. Qua giám định ADN, các dấu vết này trùng khớp với ADN của nạn nhân. Người phụ nữ khai tên là Phương Diễm, 40 tuổi. Năm 2002, Phương Diễm được chồng đưa đến Quảng Châu làm thuê, trọ tại thôn Nguyên Cương. Sau khi lo ổn định công việc cho vợ xong, chồng của Phương Diễm quay về quê cũ. Năm 2006, Phương Diễm gặp Lý Kiến Bảo, đã làm việc ở Quảng Châu 10 năm và có một khoản tiết kiệm tương đối. Cả hai nhanh chóng phát hiện mối quan hệ ngoài luồng, cho đến khi Phương Diễm gặp một người đàn ông tên Trần Đào vào tháng 3 năm 2006. Người này đang làm việc tại một công ty logistics, bị cuốn hút bởi vẻ trẻ trung cao giáo của Trần Đào. Phương Diễm đã sa vào lưới tình với tình nhân mới. Phát hiện việc này, Lý Kiến Bảo nhiều lần muốn níu kéo nhưng bị Phương Diễm cự tuyệt. Sáng ngày 4 tháng 1, Lý Kiến Bảo lại đến nhà Phương Diễm đòi trả tình phí. Đôi bên tranh cãi xô xát, Phương Diễm định gọi điện thoại báo cảnh sát thì Lý Kiến Bảo lao đến giằng lấy điện thoại. Nghe thấy tiếng kêu gào của tình nhân bên ngoài, Trần Đào từ trong nhà vệ sinh chạy ra, thấy Phương Diễm đang đè chặt cổ Lý Kiến Bảo. Lý Kiến Bảo vốn dĩ có vóc dáng gầy yếu, lúc này lại đang bị ghì chặt trên ghế sofa không thể động đậy. Thấy vậy, Trần Đào xông lên cùng người tình siết nạn nhân cho đến khi không còn hơi thở. Sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn đó, cặp tình nhân đã định đặt thi thể vào thùng cát tông cỡ lớn trong nhà, chờ đến đêm mang đi phi tang trên ngọn núi gần đó. Vậy nhưng sau khi cảm thấy nếu mang thùng lớn ra ngoài sẽ dễ thu hút sự chú ý, nên cặp đôi đã quyết định mua bao tải và nhiều thùng cát tông cỡ nhỏ hơn để phân xác. Trong quá trình xử lý, hai kẻ thủ ác vơ cả quần áo, báo giấy và nhiều đồ lặt vặt khác lót vào thùng. Vì Trần Đào là nhân viên logistics, quen thuộc với quy trình giao hàng, cả hai bắt taxi đến khu công nghiệp vào tối hôm đó để gửi 3 thùng cát tông đến 3 địa điểm ngẫu nhiên. Từ lời khai của Phương Diễm, cảnh sát bắt được Trần Đào. Sau khi bắt giữ được cả hai nghi phạm và thu thập được các bằng chứng cần thiết, cảnh sát quyết định khởi tố Phương Diễm và Trần Đào. Trên tòa, Trần Đào bác bỏ lời khai của Phương Diễm, khẳng định chính Phương Diễm là người chủ mưu sát hại Lý Kiến Bảo. Phương Diễm cũng không vừa khi nói rằng Trần Đào đã có ý định diệt trừ tình địch khi Lý Kiến Bảo cứ cố gắng níu kéo Phương Diễm ngày này qua ngày khác. Sau nhiều ngày tháng tranh luận, ngày 9 tháng 5 năm 2008, tòa phán quyết Phương Diễm nhận án tử hình vì tội cố ý sát hại người khác, hoãn thi hành 2 năm. Trần Đào lãnh án tù chung thân. Cuối cùng, ba kẻ tình nhân đã thực sự đi rất xa khỏi phạm vi của những cuộc tình vụng trộm, đúng như cái tên mà họ đã chọn để ghi trên những chiếc thùng cát tông. Tống Đắc Viễn, nghĩa là gửi đến nơi xa. Trên đây là bài viết về vụ án thi thể trong thùng cát tông gây chấn động thành phố Thanh Đảo vào những ngày đầu năm 2007. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn like và đăng ký để theo dõi những vụ án ly kỳ trong và ngoài nước mỗi ngày trên kênh Chuyện Âm Dương.